Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Anh em hôm trước còn nhớ Mèo Pèo mới nâng cấp cái hệ thống chuồng thú bạn ạ. Đấy, nhìn rất là gọn gà bạn ơi. Đó, hệ thống chuồng thú cực kỳ tiên tiến bạn ạ. Đây, đang đóng này, mở này. Đấy, chúng ta có thể nâng cấp thêm một tầng nữa bạn nha. Nhưng mà mình đang hơi lười, với cả cũng chưa biết là nuôi thêm con gì bạn ạ. Tạm thời cứ xây này đi. Thì sau khi mình nâng cấp cái chuồng thú xong thì đọc được rất là nhiều bình luận bảo là anh Mèo Pèo làm bể bơi đi, anh Mèo Pèo thử phá mấy cái nhà cũ này để làm bể bơi đi. Thật ra là bây giờ mà phá mấy cái nhà cũ này thì nó rất là nhiều vấn đề bạn ạ. Bởi vì nhá, cái nhà cũ này là dính hàng rào này, hàng rào xong dây điện xong rồi cả cái đường tàu hỏa này. Chưa kể đây, ở đây đang nuôi một con báo cực kỳ hung dữ bạn ạ. Bây giờ mà đào đập ra nhá, con báo nó chạy ra mệt lắm bạn ơi. Đó, cho nên là tôi quyết định sẽ làm một cái bể bơi nhỏ nhỏ mini ở bên cạnh này thôi. Đấy, tầm khoảng là 1, 2, 3, 4, 5 ô, tầm khoảng 6 ô đấy. Ít nhất cũng là 6 ô, mình nghĩ là cũng phù hợp bạn ạ. Chắc là tôi sẽ làm một cái bể bơi mini bạn ạ. Đặc biệt là mình sẽ dùng công nghệ tiên tiến đấy. Mình sẽ dùng công nghệ đóng mở bạn ạ. Bể bơi có thể tự động đóng, tự động mở bạn ạ. Rồi xịn xò bò bạn ơi. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè, và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký của mẹ bè bận nhá. Rồi, đầu tiên mình cần phải đào một cái khung trước bạn ạ. Mình lấy cái xẻng ra bạn ạ. Cái xẻng đâu ta? Đây. Đào một cái khung bể bơi trước bạn ơi. Mình sẽ để nó ở đâu ta? Để nó ở bắt đầu từ đây đi. Nhá, là hợp lý bạn ơi. Đây. 1 2 3 4 5 mình nghĩ là tầm khoảng là 5 ô thôi bạn ạ. Nếu mà nhiều, nếu mà nhiều hơn 5 ô thì cũng được. 5 ô thôi, bởi vì nếu bị dính đây này, mình sợ sẽ dính chỗ sôi này. Đó, mình nghĩ là tầm này thôi. Bể bơi vô cực bận á. Mình sẽ đào tiếp đây đi. Đào thêm đây nữa. Đây là hơi bị sâu quá này. Đây là hơi bị sâu quá bạn ạ. Mình nghĩ là nó chỉ tầm đây thôi. Đây, cái bể bơi chỉ dài tầm đến đây là được các bạn nhá. Đấy, mình làm cái hệ thống, cái hệ thống đóng mở tự động nữa bạn nhá. Đây, bể bơi như này mình nghĩ là hợp lý này, không cần quá to đâu bạn ạ. Thế này là đẹp rồi. Mình chưa tìm mặt pháo hoa cái đã bạn ạ. Trời ơi, trời là còn rông tuyết các thứ bạn ơi. Đây, cái này mình nghĩ là hợp lý bạn nhá. Cái này là ổn này. Bể bơi sẽ sâu tầm khoảng là, mình nghĩ là tầm khoảng 3 ô bạn nhá. Không, 2 ô thôi, 2 ô nước thôi bạn ơi. Còn lại là đóng cửa, nhà cửa tự động đóng mở bạn ạ. Nếu mà làm cửa tự động đóng mở thì mình sẽ phải xây nó thụt số 1 ô nữa bạn ơi. Ai dà. Không cần thiết đâu nhở. Chỉ cần thế này bạn ơi, thế này được rồi. Nếu thế mình cần xây thêm nó, nó 1 ô thôi, đây chỉ cần một này thôi. 3 ô thôi, 2 ô nước. Còn ô này sẽ làm ô cửa đóng mở bạn nhá, là hợp lý. Là chuẩn bài bạn ơi. Hình như mình phun đổ à? Không. Đó, như này là hợp lý chứ. Chết đói quá, đói các bạn ơi, đói quá, đói quá. Làm tí khoai tây các bạn ạ. Đây. À ổn bạn ơi. Xô nước thì hình như là mình nhớ mình cất đâu á. Ở trong nhà hình như còn nhiều xô các bạn ạ. Đây, cái này là hợp lý này. Tớ chết, tớ đào có tay. Ok bạn ơi, rồi. Bây giờ thì mình sẽ thay bạn ạ, mình sẽ thay cái này ở mình sẽ thay cái này bằng một cái khối khác bạn nhá. Cho đẹp hơn mà nó không bị dính. Có thể mới dùng cái khối khác bạn ơi. Mình coi thử xem là dùng khối nào để lát cái phần này nè. Nếu mà dùng thì chắc là chỉ dùng được cái khối đá thôi bạn ạ. Nhưng mà cái đá này nhìn hơi phè bạn ơi. Không, đá này thì cũng được. Rồi tranh thủ mình cũng lát thành cái đá luôn bạn ạ. Ở đấy, ở phần dưới này thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái đèn bạn ạ. Làm đèn kiểu như băng gương à. Có đúng không ta? Hình như đợt trước mình còn dư băng gương nhiều lắm. Mình đi ăn nhặt ở cái trạm Starlink thì ở đây có đống này ơi, một đống băng gương luôn. Đây, cần phải xô nước bạn ạ. Phải có cả xô nước đó bận á. Đấy, băng gương một đống bận ơi. Rồi, bây giờ cần băng gương này. Bây giờ mình sẽ để băng gương ở chỗ nào nhìn đẹp ta nhỉ? Băng gương mình nên thiết kế như nào thì đẹp nhỉ? Mình nghĩ là để hai hàng băng gương ở dưới đi nhỉ. À ok bận ạ, là chuẩn bài đấy. Như này là hợp lý em. Đó, băng gương như này là hợp lý bận nhá. Đây, mình sẽ để như này đi. Thật ra thì cái sàn, à đấy đúng rồi. Cái sàn này thì chúng ta không nhất thiết là phải dùng cái đá này bận á, hoàn toàn có thể thay đá khác này. Cái phần này hoàn toàn có thể thay cái đá khác bận á, bởi vì ở trên thì mới cần phải dùng cái khác thôi để tránh bị dính các bạn ạ. Nếu thế thì mình sẽ xài cái khác bận ở tí nữa mình sẽ kiếm xem có cái phần gạch nào nó đẹp đẹp không ta bận ơi. Lát nữa tôi coi thử xem mà có cái nào đẹp đẹp mình thay cái phần này bận ạ. Đây, bây giờ mình sẽ tập trung lại cái phần khối trượt bận ạ. Đây, bởi mình đang thiết kế xem là không biết là nên lắp cái khối trượt như nào đây. Nó sẽ trượt, à bị dính vào đây này, chết nhờ. À không dính đâu. Ồ, hình như là không dính bận ạ. Đây là mấy ô đây?
đếm em nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ô à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ui, vừa đủ rồi bạn ạ. Ờ, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải bịt lại một ô nữa các bạn ạ, bởi vì chỗ này nó bị hơi bị thừa bạn ơi. Ờ, chắc là chúng ta sẽ phải bịt lại một ô này nữa bạn nhá. Ô này sẽ phải bịt lại này. Ờ, đúng rồi, chia buồn bạn ạ, nên bịt lại ô này vậy. Ok bạn ơi, đây mình nghĩ là chỉ cần thế này thôi bạn ạ. Đó, bây giờ bác sẽ làm cái cổng để dịch chuyển kéo qua kéo vào bạn á. À từ từ, mình phải làm thêm cái đá này bạn ạ. Đá này đá gì nữa? Ờ, đá dày à? Uầy, cần thêm đá dày bạn ơi. Thế như ở trong kho đồ mình còn dư nhiều đá dày lắm đây, một đống này. Đó, không sợ thiếu bạn ạ. Đây, bây giờ mình cần bịt lại cái bể bơi này. Nước thì mình sẽ ngồi nghiên cứu, mình sẽ đổ ra cho đều nước bạn nhá. Cần phải đi múc nước liên tục á. Bây là nhà mình gần cái mấy cái hồ nước nhỏ nhỏ cũng khá là nhiều bạn ạ, đi múc nước. Cái công việc múc nước nó khá là lâu ấy, bạn ạ. Múc xong rồi đổ làm sao cho nó tràn đều nước ra cơ. Cũng là cả một vấn đề bạn ơi. Đây, thế nên là chuẩn bài này. Đó, rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đào cái phần này. Đây, cái phần cũng quan trọng không kém bạn ạ. Mình sẽ đào phần này bừng rỗng ra. Đấy, bị để lát nữa cái đá này sẽ dịch chuyển qua đây. Đây, chắc nó sẽ không chạm vào đây đâu bạn ạ. Ok rồi đấy. Rồi, bây giờ thì thiết kế cái mấy dấu cộng trừ như nào cho nó hợp lý bận nhỉ. Mình sẽ để cái dấu cộng ở đây đi. À, dấu trừ ở đây đi. Thế thì dấu cộng sẽ bên này bận nhá. Đây là cái khối trượt chứ. Cái khối trượt sẽ ở đây. Như thế thì dấu cộng sẽ ở bên này bận ơi. Dấu cộng sẽ ở chỗ này. Ok này. Để mình test thử bận nhá. Chết giờ cần gạt bận ơi. Bây giờ nhớ ra cần gạt thiếu à. Phải chế cái gì nhỉ. Ờ, chế cái gì ta? Quên sứ rồi. Lấy đá đung, đá đung còn, ấy còn dư nhiều, nó đung lắm này. Đây, chế này này. Đó. Xong rồi làm cần gạt. Trời ơi, bận ơi. Công thức lằng nhằng thực sự bận ạ. Phun cả hòm đồ này. Cất bớt đồ đi bạn ơi. Nhiều đồ linh tinh quá. Để mình dọn bớt đồ bạn ạ. Mấy cái đồ không cần thiết mình cất bớt đi bạn nhé. Phun cả hòm đồ luôn, bây sợ chứ. Ok bận ơi, rồi. Đây. Thì bên này, à đấy, chúng ta có thể thay bởi cái này bằng cái đá khác đẹp hơn cũng được. Ở đây mình còn dư cái nhiều cái bậc thềm slick này, ờ nhở. Tại sao chúng ta không dùng bậc thềm slick này nhở, đúng không? Xong nhìn đỡ phèn bận ạ, cái đá này nhìn nó cứ bị bắp cái gì á. Trông nó hơi phèn bận ơi. Ok, mình quyết định mình sẽ nâng cấp thành cái bậc thềm slick các bạn nhá. Đấy, mình còn dư khá là nhiều mà. Đấy, mình sẽ sửa lại hết thành bậc thềm bận ạ. Cho nhìn cho đẹp. Đấy, tạm thời cứ làm cái nắp bận ơi. Làm cái nắp đã. Ok bên này rồi. Chỗ này mình cần phải cải tiến như nào nhìn đẹp nhỉ. Ờ, bên đây là hơi bị băn khoăn này. Nó sẽ bị hở một chút bạn nhá. À không 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 sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Ờ, hợp lý bạn ơi, hợp lý. Mình nghĩ là đủ ấy. Nếu mà không đủ thì mình lại lên đảo bay bạn ạ. Lại lên đảo bay kiếm tiếp thôi. Nhưng mà chắc là đủ rồi. Không 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 bị thiếu đâu. Đứng dưới này đặt cho dễ bạn ạ. Cái này đặt nó hơi khó. Đấy, đặt đủ vào đây, đủ nó đủ á, đủ á, đủ á. Ui, có khi vừa đủ luôn bạn ạ. Con thừa thoải mái nè. Con thừa luôn bạn á. Này, ok bạn ơi, rồi. Bây giờ thử test tính năng xem nào. Lấy cần gạt ra lắp thử bạn nhá. Ờ, ok này. Ôi, hợp lý phết nhở. Ờ, cũng rất gì và này nọ bạn ơi. Ờ, trông chất lượng phê chứ. Ok bạn ơi, chỗ này mình sẽ bịt lại bạn nhá. Đoạn này mình còn dư này, bịt lại luôn. Đó, uầy. Nhìn nó lại bị hợp lý bạn ạ. Ôi, quả bể bơi chất lượng chưa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ nước bạn nhá. À, đổ nước này. Bây giờ thì nên đổ nước như nào ta bạn ơi. Đổ nước à. Bị múc nước á, nhưng mà bây giờ phải múc nước bạn ơi. Đi bung nước ở đây, đây uống nước rồi này. Ờ nhỉ. Đó. Ngay nhà có cái rãnh nước bạn ơi. Đâu cần đi đâu xa bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ chỉ đổ hai ô nước thôi bạn nhá. Đó, sẽ chỉ đổ đúng hai ô nước bạn ạ. Để là thiết kế xem đường lên như nào nó hợp lý này. Đấy, ở nhà có cái rãnh nước luôn, quá là ok bạn nhá.
Rồi bây giờ anh em đợi mình đi múc nước bạn ơi, múc nước đổ nước đã. Ok bạn ơi, mình đã đổ nước xong rồi bạn ạ. Uầy các bạn thấy không, đổ nước trông nghe đơn giản vậy thôi bạn, cực kỳ mất thời gian bạn ạ. Ngồi đổ từ sáng đến tối bạn ơi, này chăng ngồi này. Trời ơi bà, bây giờ này tôi tính là bơi thì dễ rồi à, nhưng mà bây giờ thì như nào bà ta, bây giờ nếu mà muốn đi lên thì nó hơi khó này. Mình có xin đi thì lên phải khá là dễ bạn ạ, bây giờ mà không có xin đi thì lên như nào nhỉ, nghe không đó, không biết nên làm cái đường lên nó như nào bạn ơi. Nếu thế thì đập cái này đi à, nếu mà đập cái đất này đi thì nó bị hở đúng không nhỉ, để tôi thử em nào. Nếu mà chúng ta đập cái khe đi nhỉ, một cái đường lên à, cũng được bạn ạ, làm một cái đường lên như này à, để mình đóng thử lại cái này bạn á, để tôi đóng thử lại này, đóng cái này lại này. Cũng được, nó không bị che nhiều lắm đâu bạn ạ. Có vẻ là hợp lý bạn ơi. Tôi hiểu rồi, đây. Thế thì chúng ta sẽ làm như này. Đây bạn ơi, đó, tôi hiểu rồi bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ thiết kế như này bạn á, làm cái đường đi đi lên đi xuống bạn ạ. Mình sẽ làm cái bậc thềm cầu thang bằng bằng gì nhỉ? Bằng gỗ đi. Gỗ này à? Gỗ này không ngon lắm bạn ạ, gỗ này không đẹp lắm. Em còn gỗ nào dùng được không ta? À đây mình có nhiều gỗ này, gỗ cây thông tầm khoảng 2 tầm khoảng 8 đi. Thế mà làm được mấy cái? À đây làm được 16 cái rồi, khá là thừa, khá là nhiều bạn ạ. Đây đây. Mình sẽ để như này bạn nhá. Đó, nó sẽ không bị dính các bạn ạ. Đây nó sẽ không bị dính vào đây. Ok, rồi đi xuống này. Thật ra thì công tắc bấm ở kia nó hơi bị xa nhỉ. Nếu mà có thể kéo đường dây điện xong rồi bấm công tắc ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn bạn ơi, mà thôi. Chúng ta tạm thời nhờ. Mình nghĩ là có nên mình nên kéo đường dây điện luôn không ta? Chắc là tôi sẽ kéo đường dây điện ở dưới hầm, chắc là làm sau đi. Cái này mình nghĩ mình sẽ nâng cấp sau bạn á. Thật ra cái này cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần cắm cái đường dây điện vào xong bạn ạ. Đấy, anh thấy không? Đấy, bơi xuống này. Vẫn lên thoải mái bạn ạ. Đấy. Ok chưa bạn ơi? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái nữa này. Mình đang tính là thay thế cái này bằng một cái vật liệu khác nó đẹp hơn bạn ạ, trông nó xịn sò hơn. Mình nó không biết là nên xài vật liệu gì bạn ơi, để coi xem nào. Ở đây chúng ta có thể dùng được cái vật liệu gì nhỉ? Khối hoa văn này không hơi khó kiếm rồi. Để mình nghiên cứu xem là nên dùng cái vật liệu gì bạn nhá. Ok, sau một hồi nghiên cứu thì mình quyết định mình dùng cái này bạn ạ. Đấy, mình dùng cái bậc thềm đá này để chế tạo, nó cũng khá là dễ bạn ơi. Mình còn dư khá là nhiều đá nộp bạn ạ. Nhìn cũng đều chứ nhỉ bạn ơi, trông nhìn kia bể bơi góc cạnh phết. Mình có đào thêm một cái rãnh như này thì mình tính là, bởi vì mình còn dư ra một cái cột này. Mình còn dư khá là nhiều cái cột này đó, đâu ta, ở đây đây, đây đây đây, dư khá là nhiều cột bạn ạ. Đó anh thấy không, cực kỳ nhiều cột bạn ơi. Cho mình quyết định là mình sẽ để như này. Đấy, từ này bị hơi xấu lắm bạn, hơi xấu. Mình sẽ để cái này ở đây đi. Đấy, 4 cột 4 góc bạn ơi. Đó. Hình như mình còn một cái trụ nữa hay sao bạn ạ, nhưng mà đấy chắc là không bị dính đâu. Ui giời, sao lại có bé ra nhân đồ dai này, hỏi chấm đi khác chơi bạn ơi. Lộ chả hiểu kiểu gì bạn ạ, đi khác chơi đi. Đó, mình nghĩ này là hợp lý bạn ơi. Đã, nhìn nó khá là đẹp bắt bạn ạ. Trông đúng cát khá là ngầu chứ nhở. Đây, cái xung quanh này mình có thể thay bằng đèn hay bằng cái gì đấy. Mình đang nghiên cứu là không biết là nên dùng cái đèn gì nó đẹp bạn ạ. Mình còn dư một cái khối sạch sạch, nhưng mà một khối này không làm được gì bạn ơi. Có dư mất một khối à? Ở đây mình có cái đầu cột này. Cái đầu cột này không biết lắp ở đâu các bạn ạ. Lắp được ở đâu nhỉ? Này, chả lắp ở đâu các bạn ạ. Nếu mà lắp ở đây thì nhìn nó không đẹp lắm bạn ơi. Không đẹp. Thực sự là không đẹp bạn ơi. Ở giữa này, ở cái rãnh giữa này mình đang đùa, mình tính là lắp cái khác cơ. Ban đầu cái rãnh giữa này mình tính là định dùng cái khác, mà thôi kệ để này đi cũng được. Nếu mà cái đầu cột này mà để thì chắc là mình sẽ chỉ để ở đây đi. Đây. Đó, để ở đây bạn ạ. Đó. Ok, anh em không muốn xây ở đây nhá. Xây ở đây thì bị dính đấy, bị dính vào cái phần này này. Không được đâu bạn ạ, chỉ xây ở phần này thôi. Nhìn cũng được chứ nhỉ, trông cũng ok bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ để 3 cái đi. Ủa rồi, tiếp thật, bơi nước ở đây giờ mình tốn hơi bị nhiều sao bạn ạ. Đó, này tôi nghĩ là ok bạn ơi. Hợp lý biết đấy. Trông nó cũng ổn, bởi là cái phần này mình nó không biết là nên trang trí cái gì thêm này. Đèn đóm như nào để nghiên cứu xem như nào bạn ơi. Không biết lắp cái gì vào cho nó đỡ trống bạn ạ. Ở chỗ này mình nghĩ là mình sẽ để tiếp băng gương nhé. Mình lại dùng băng gương đi, đang dư băng gương bạn ạ. Đây, mình sẽ đặt băng gương ở đây. Đó, cho sáng bạn ơi. Đây, cách tầm khoảng là 2 ô này. Đặt cái băng gương bạn nhé. Đấy, bị cho nó sáng bạn ơi. Cách tầm khoảng đây là
Như này mình nghĩ là hợp lý bạn ạ, không cần thêm đâu. Hai ô thôi. Hai ô băng gương này. Đó, là ok bạn nhá. Ô chết, hình như là đập đập hơi sai, bên này hơi sai, bên này hơi 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 bị sai bạn ạ, nhầm nhầm nhầm, đặt nhầm. Rồi, ủa nước chảy, à nó chảy. Đặt lại bạn ơi. Thì mình nghĩ thế này là hợp lý rồi bạn ạ. Để băng gương ở đây mình nghĩ là ok nhất rồi. Biết để gì bạn ơi. Đó. Thế này là cũng ok bạn ơi, ở chính giữa thì mình có thể để thêm một cái gì đấy trang trí cũng đẹp. Tôi coi xem là trong kho đồ còn dư cái gì để trang trí không bạn ơi. Ok, sau một hồi nghiên cứu thì mình nghĩ là cái chỗ này mình sẽ thiết kế cho nó đẹp đẹp một tí bạn ạ, là mình sẽ thay đổi một chút các bạn nhé. Đoạn này mình sẽ ở chỗ này cần phải chỉnh lại này. Đây sao đất à? Đây đất à? Chết dớ, chỗ này là đất bạn ơi, trên này là đất. Cái này thì hơi bị căng nhỉ. Nhưng cũng chắc là không sao bạn ơi, mình sẽ được bị lại đây tí. Ôi, chết chết chết, bịt nhầm bịt nhầm bịt nhầm bịt nhầm bịt nhầm bịt nhầm. Đoạn này là đất à? Thế thì không được rồi, bên này nó bị vướng. Nếu thế bên này sẽ bị dính cái kia. Ai dà, căng nhỉ. Đang tính là mình sẽ làm như này này. Để như này. Đó, chỗ này sẽ để như này bạn ạ. Cũng được cũng không ta. Không, nó cũng được bạn ơi. À không, đúng. Nhìn nó cũng hợp lý bạn ạ. Trông nó cũng được chứ nhỉ. Trông nó cũng ok bạn ơi. Có tí gọi là hoa văn. Ok bạn ạ. Được đấy. Trông có vẻ là hợp lý bạn ơi. Rồi. Về cơ bản là bể bơi này là oách phết đấy. Có gì mình sẽ đi lại cái đường dây điện này sau bạn ạ. Đó, đóng mở bình thường này. Đó, anh em biết chất lượng không? Bắn cái pháo hoa đó. Trời ơi, cái pháo hoa cuối cùng luôn. Cái pháo hoa cuối cùng bạn ơi, mở bình thường này. Đấy, không bị dính bạn nhá. Đó, hợp lý luôn. Ui, quả bể bơi chất lượng cao luôn bạn ạ. Ô mà nước hình như đang chảy cái khe đấy. Sao nước chảy ở khe nhỉ? Bạn nhìn không, nước nó cái cột này này. Cái cột này tính là đường rãnh à. Cũng được mà, chả sao đâu. Bơi ở đây cũng được, chả sao bạn ạ. Mình thấy bình thường, ok. Ôi, về bể bơi về các bạn là cũng xong bạn ạ. Ấy mình phải đang bơi bể bơi bạn ơi. Trời ơi, đi lên thoải mái này. Đó, mỗi tội là mỗi lần tắt công tắc là hơi bị lằng nhằng thôi. Đi ra đây tắt này. Lười đi dây điện quá. Bảo là mình đang bị lười làm cái đường dây điện hoặc làm cái máy mấy gì nhỉ, cái máy rồi, cái máy mà nó giúp cái máy thu tín hiệu bởi gì á mà nó có thể đứng đứng lên bấm được này, đứng đây là thu tín hiệu của bên kia này đó. Hình như đợt trước mình nhớ Huy Henry nó chế rồi sao mình cũng chả nhớ bạn ạ. Đấy, ok. Thì hôm nay mình đã hoàn thành xong quả bể bơi ẩn dưới nhà mẹ các bạn ạ. Đấy, bể bơi dưới lòng đất. Đấy, anh em thấy VIP Pro không? Ok bạn ơi, nhìn chung là bể bơi này là oách phết là bạn ạ. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ Péo làm giúp nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.